Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi! Hãng RBC Nga vừa công bố điều tra của Cơ quan An ninh Tây Ban Nha về vụ việc. Phi công Nga Maxim Kuminov, 28 tuổi, bị bắn tử vong. Kuminov, là viên phi công đã trở thành tâm điểm của báo chí vào năm ngoái sau khi đào tàu khỏi Nga và mang theo chiếc trực thăng đánh cắp bay đến Ukraine. Theo CBS News, Kuminov là phi công trực thăng quân sự Nga cho tới khi chấp nhận lời tuyển dụng trực tuyến của các sĩ quan tình báo Ukraine. Anh ta đã đánh cắp một chiếc trực thăng của Nga và điều khiển nó, băng qua tiền tuyến từ Nga vào Ukraine. Sau đó, Kuminov đã bàn giao toàn bộ trực thăng, thiết bị quân sự nhạy cảm và thông tin tình báo tuyệt mật của Nga cho quân đội Ukraine. Anh ta nhận được nửa triệu đô la Mỹ và căn cước công dân Ukraine. Trong video phỏng vấn được GUR công bố, Puminov cho biết đã chủ động liên hệ với giới chức Ukraine và nhận được đảm bảo về an toàn cho bản thân cùng gia đình nếu đồng ý đào tàu và mang theo chiếc Mi-8. Tướng Budanov, lãnh đạo GUR vào thời điểm đó cho biết, có hai binh sĩ Nga khác ở trên chiếc Mi-8 vào thời điểm máy bay hạ cánh. Những người này không biết về kế hoạch đào tàu của Kuminov và đã tìm cách chạy trốn khi nhận ra mình đang ở sân bay đối phương. Bộ lực lượng Ukraine phải nổ súng. Tuy nhiên, truyền thông Nga nói rằng Vết đạn trên thi thể hai binh sĩ cho thấy họ bị Kuminov hạ sát trước khi hạ cánh, để Kuminov có thể bay tới Poltava mà không bị cản trở. Tới tháng 2 năm 2024, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SVR thông báo, phi công Kuminov được phát hiện bị bắn tử vong ở Tây Ban Nha, chân người có sáu phát đạn sau khi một người dân bất ngờ phát hiện thi thể nằm trên vỉa hè của Maxim Kuminov. Nhân chứng khẳng định, ông không nghe thấy tiếng súng nào cả, chỉ nghe tiếng xe bỏ chạy, từ đó làm dẫn tới nghi ngờ rằng thủ phạm đã sử dụng ống giảm thanh khi bắn. Theo tờ New York Times Mỹ, có hai người đã phục kích phi công người Nga này trong nhiều giờ đồng hồ. Khi Kuminov chạy vào bãi đậu xe và bước xuống, hai đối tượng trên đã nổ súng, Kuminov bị trúng 6 viên đạn và gục xuống. Trong báo cáo điều tra mới nhất, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết thủ phạm ám sát Kuminov đã bỏ chạy khỏi hiện trường và đốt chiếc xe tẩu thoát bằng chất tăng tốc công nghiệp, nhằm phá hủy mọi dữ liệu theo dõi GPS trong xe. Những tan tích của chiếc xe này đã được phát hiện ở phía bên kia của một đường hầm. Đáng chú ý, đường hầm này nằm ở nơi biệt lập tới mức có thể thủ phạm phải nhờ tới sự chỉ dẫn của người dân địa phương mới biết vị trí này. Một nguồn tin nắm rõ của điều tra của Tây Ban Nha đã cung cấp cho CBS News bức ảnh về những đối tượng được chính quyền Tây Ban Nha xác định là đối tượng tình nghi có mặt tại nước này vào thời điểm Kuminov bị sát hại. Những người này đều là đàn ông, trong đó có một người là cựu sĩ quan KGB cơ quan tình báo Liên Xô và một người là đại tá cảnh sát. Trong khi đó một tình tiết có thể làm đảo lộn tình huống đã bất ngờ đã xuất hiện khi Kuminov được cho là đã sống lại sau 5 tháng bị sát hại. Khi các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông giống hệt Kuminov tại một buổi triển lãm hàng không. Tuy nhiên, theo xác minh của CBS News, đó có khả năng là một sĩ quan tình báo Ukraine cải trang tinh vi, với chiếc mặt nạ được làm gần giống hệt khuôn mặt của phi công Nga đã tử vong. Hãng tin Mỹ nhận định Kiev có thể đang tiến hành một chiến dịch thông tin xả lệch, cố gắng đánh bại Nga bằng cách này. CBS News nhận định, mục tiêu của Ukraine có thể nhằm khiến thế giới nghĩ rằng Kuminov vẫn còn sống sau vụ ám sát và đang làm việc cho Ukraine. Đây đồng thời là một tín hiệu gửi tới những người Nga khác rằng họ vẫn sẽ an toàn nếu đào tàu. Các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Tây Ban Nha cho biết, Kuminov thực sự đã tử vong và đang được chôn cất tại một ngôi mộ không có bìa mộ ở miền nam Tây Ban Nha. Hãng tin RBC cho biết, Moscow hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin do CBS News đưa ra. Theo hãng tin Reuters, không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 46 trong số 110 máy bay không người lái UAV do Nga phóng trong đêm 11 tháng 11 và dạng sáng ngày 12 tháng 11. Không quân Ukraine còn tuyên bố 60 chiếc UAV của Nga đã bị hạ trong khu vực Ukraine và hai chiếc đã bay về phía Belarus. Không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga cũng đã sử dụng 3 tên lửa trong cuộc tấn công trong đêm 11 tháng 11 và dạng sáng 12 tháng 11, ngoài bom dẫn đường trên không. Cũng trong ngày 11 tháng 11, máy bay chiến thuật, máy bay tấn công không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự Ukraine, bao gồm một xưởng sản xuất linh kiện và một bãi thử tên lửa chiến thuật Sapsan. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tấn công các xưởng sản xuất và địa điểm lưu trữ, chuẩn bị phóng máy bay không người lái tấn công, kho vũ khí, kho nhiên liệu, một trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine và lực lượng quân sự cùng thiết bị quân sự tập trung của đối phương tại 142 khu vực. Trong khi đó, nhóm tác chiến phương Bắc của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc phản công của Ukraine. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Tây cũng đã khiến quân đội Ukraine mất 530 quân nhân trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử Kvetus và hai kho đạn dược dã chiến của quân đội Ukraine. Hiện nay, Ukraine đang đối mặt với một mùa đông khó khăn khi cơ sở năng lượng của nước này bị tàn phá nghiêm trọng do các cuộc không kích của Nga. Ukraine trong thời gian gần đây đã liên tục kêu gọi phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí tầm xa để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Giới chức Kiev tin rằng với sự giúp đỡ đầy đủ từ phương Tây, Ukraine có thể gây ra những thất bại lớn cho Nga. Tuy nhiên đề xuất này của Ukraine cho đến nay vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của phương Tây và lời đề nghị này cũng khiến cơ hội đối thoại giữa Nga và Ukraine ngày càng xa vời. Video drone Nga bám đuổi và tìm cách lao vào trực thăng vũ trang Mi-24 Ukraine nhưng đòi tập kích không thành công. Sự việc thú vị diễn ra ở khu vực Vremesky, khi kíp điều khiển phát hiện trực thăng Mi-24 Ukraine và cho thiết bị bay không người lái drone hướng thẳng tới chúng. Kênh Telegram Kyrie Fyodorov của Nga cũng cho biết khi đề cập mặt trận gần làng Makarovka ở phía nam tỉnh Donetsk mà Nga kiểm soát. Trong video, drone di chuyển trên cao phát hiện biên đội Mi-24 Ukraine bay thấp và đang phóng rocket về vị trí của Nga. Kíp điều khiển cho drone hạ độ cao và nhanh chóng bám đuổi trực thăng Ukraine, cố gắng lao vào phi cơ bay sau. Đoạn cuối video liên tục bị nhiễu và gián đoạn, có thể do tín hiệu vô tuyến bị suy giảm vì khoảng cách xa hoặc xuất hiện vật cản giữa người điều khiển và drone. Những cảnh ảnh cuối cùng cho thấy drone bị mất lái và không lao trúng mục tiêu, nhiều khả năng do luồng gió mạnh từ cánh quạt chính của trực thăng đã thổi bay chiếc drone có khối lượng nhẹ. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Nga cũng vừa công bố video cho thấy drone của nước này bay thấp dọc theo con đường đất luôn giữa các hàng cây chờ trụi và dưới đường dây điện. Sau đó, drone phát hiện xe tăng đang ẩn nấp và được ngụy trang bằng cách cắt cành cây khô. Mặt trước xe tăng lắp nhiều khối phản giáp ứng nổ Contact 1 do Liên Xô tế tạo. Trong khi phần lớn tháp pháo được bọc lưới thép chuyên đối phó drone. Drone Nga lao vào vị trí phía sau tháp pháo nơi đặt khoang chứa đạn và không có lưới bảo vệ. Tín hiệu video bị cắt sau khi đầu nổ trên drone kích hoạt, chưa rõ kết quả của đòn đánh. Hồi tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tăng số drone sản xuất trong năm 2024 gấp 10 lần con số 140.000 để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc xung đột Nga-Ukraine cho thấy tầm quan trọng của drone đối với việc chiến tranh hiện đại, từ việc tấn công cho đến thu thập thông tin tình báo. Cả Nga và Ukraine đều mua máy bay không người lái ở nước ngoài và tăng cường sản xuất trong nước. Đây được đánh giá là công cụ giá rẻ nhưng hiệu quả khi có thể gây thiệt hại lớn. Theo ông Putin, Nga đang đạt được những tiến bộ liên tục trong công nghệ drone và cũng cần phát triển hệ thống phòng thủ để bắn hạ các drone của Ukraine. Trang RT vừa đăng tải bài viết của Fyodor Lukyanov, tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs, tức nước Nga trong các vấn đề toàn cầu, chủ tịch đoàn chủ tịch hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng và giám đốc nghiên cứu của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vaney. Theo tác giả Lukyanov, khi tranh cử, tổng thống đắc cử Mỹ đã cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Nghe có vẻ không thực tế, nhưng nó phản ánh mong muốn của ông. Rõ ràng tuyên bố đó là có ý thức và không nên bác bỏ ngay lập tức. Cách tiếp cận của ông Donald Trump đối với Ukraine sẽ khác với cách tiếp cận của chính quyền tổng thống mãn nhiệm Biden như thế nào và liệu ông có hiểu được sự hòa giải không? Về cách tiếp cận, sự khác biệt là rất lớn. Tổng thống Joe Biden và nhóm của ông đại diện cho một nhóm chính trị gia có quan điểm được định hình sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Sự chính nghĩa về mặt tư tưởng và đạo đức của nước Mỹ và sự vượt trội về sức mạnh không thể nghi ngờ của nước này đã xác định không chỉ khả năng mà là sự cần thiết của việc thống trị thế giới. Trong khi đó, ông Trump ủng hộ sự thay đổi trong định vị nước Mỹ, thay vì tìm cách thống trị toàn cầu, ông theo đuổi sự bảo vệ mạnh mẽ các lợi ích cụ thể của Mỹ. Ưu tiên của ông sẽ được dành cho những gì mang lại lợi ích rõ ràng, có thể không phải về lâu dài mà là ngay bây giờ. Bên cạnh đó, niềm tin vào sự ưu tiên của chính sách đối nội hơn đối ngoại, vốn luôn là đặc điểm của những người ủng hộ ông Donald Trump và hiện đã lan rộng khắp Đảng Cộng hòa, sẽ đồng nghĩa với việc lựa chọn các vấn đề quốc tế mang tính chọn lọc. Việc duy trì quyền bá chủ về mặt đạo đức và chính trị của Mỹ không phải là mục đích tự thân mà là một công cụ. Trong một hệ thống ưu tiên như vậy, Ukraine sẽ mất đi vận mệnh mà họ có trong mắt những người ủng hộ trật tự tự do như thời chính quyền Biden. Ukraine sẽ trở thành quân cờ trong một ván cờ lớn hơn. Một điểm khác biệt nữa của Tổng thống đắc cử Mỹ là ngay cả những người chỉ trích ông cũng thừa nhận rằng ông không coi xung đột là một công cụ có thể chấp nhận được. Ông sẽ sử dụng sự mặc cả cứng rắn, sự phô trương sức mạnh và áp lực cưỡng ép nhưng không phải là xung đột vũ trang mang tính hủy diệt vì điều đó đối với ông là vô nghĩa. Nhiệm kỳ trước của ông Donald Trump đã đặt ra hai ví dụ về cách tiếp cận của ông đối với các cuộc xung đột khu vực. Một là hiệp định Abraham, một thỏa thuận tạo điều kiện cho quan hệ chính thức giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập. Thứ hai là các cuộc gặp với chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh chính thức tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo tác giả Lukianov, chúng ta không thể chỉ đơn giản là áp đặt di sản của giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn sắp tới. Ông Trump đã có được một số kinh nghiệm, môi trường của ông hiện đã khác với nhiều không gian để xoay chuyển hơn trước. Mặc dù vẫn không đủ cho những nhượng bộ thực sự cần thiết cho một thỏa thuận toàn diện với Moscow. Về phía Nga, việc phải giữ bình tĩnh và từ chối phản ứng với bất kỳ hành động thách thức nào sẽ mang lại lợi ích cho họ. Khách quan mà nói, tình hình đang thay đổi, nhưng giờ đây, mọi người sẽ nói về thực tế là một cơ hội đã mở ra trong một thời gian ngắn và chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội này. Trong các cuộc khủng hoảng sâu sắc như cuộc khủng hoảng Ukraine, không có giải pháp đơn giản hay lối tắt dễ dàng nào, hoặc cơ hội này là cánh cổng dẫn đến các mối quan hệ ổn định mới và không thể ép buộc mở ra, nhưng sẽ cần một cách tiếp cận thận trọng hoặc đó là cánh cổng dẫn đến một cuộc đấu tranh thậm chí còn tàn khốc hơn. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã lựa chọn người dẫn chương trình Peter Hasseth trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp theo của Mỹ. So với nhiệm kỳ trước, ông Trump đã có sự thay đổi lớn về quan điểm người đứng đầu lầu năm góc cần phải là các tướng lĩnh. Mặc dù Hasseth chưa hội tụ đầy đủ các yêu cầu để có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo lầu năm góc nhưng ông là người ủng hộ trung thành cho ông Trump từ nhiệm kỳ đầu tiên. Ngoài ra ông Hickset vẫn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cơ bản để trở thành bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ theo hiến pháp là xuất thân từ giới dân sự và từng phục vụ trong quân đội ít nhất 10 năm. Theo hiến pháp Mỹ, vị trí lãnh đạo lâu năm góc do tổng thống đề cử với sự thảo luận và phê duyệt của thượng viện Mỹ. Ngoài ra binh sĩ đang phục vụ trong quân đội không thể trở thành bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Điều này đã được Quốc hội Mỹ quy định trong luật an ninh quốc gia năm 1947, trong đó nêu rõ bộ trưởng phải được chỉ định từ giới dân sự. Cũng theo luật này, cựu quân nhân chỉ có thể đảm nhận vị trí bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sau 7 năm kể từ khi họ giải ngũ và từng có ít nhất 10 năm phục vụ trong quân đội. Ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay là đại tướng George Marshall năm 1950 trong thời chiến tranh lạnh. Quyết định bổ nhiệm ông Marshall của Tổng thống Mỹ Harry Truman đã phải nhận được sự thông qua đặc biệt từ Quốc hội Mỹ. Trong số 28 người từng đứng đầu lầu năm góc, có 7 người chưa từng phục vụ trong quân đội Mỹ. Bên cạnh đó, chỉ có ít bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng có quân hàm tướng như nhiều người đồng cấp ở các quốc gia khác. Những người giúp sức cho bộ trưởng Bộ Quốc phòng như thứ trưởng và các thứ trưởng đặc trách cũng đều là những người từ giới dân sự. Sĩ quan quân đội cấp cao đóng vai trò cố vấn cho bộ trưởng, được gọi là tham mưu trưởng nhưng không phải là chỉ huy. Chỉ các lãnh đạo phụ trách lực lượng chiến đấu mới là chỉ huy và chỉ có bộ trưởng mới có quyền ra lệnh cho các chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, vị trí bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu ứng cử viên có tầm nhìn về chính trị người đứng đầu lầu năm góc phải biết cách xây dựng chiến lược quốc phòng của Mỹ một cách toàn diện, bao gồm về chính trị, xã hội và kinh tế, không chỉ về quân sự. Việc bổ nhiệm một quan chức dân sự làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn ngăn chặn lầu năm góc thiên vị đối với một nhánh quân sự này hơn các nhánh khác. Cuối cùng và quan trọng nhất, việc bổ nhiệm một bộ trưởng Bộ Quốc phòng dân sự sẽ củng cố lòng tin vào Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và hiến pháp Mỹ. Với rất nhiều người Mỹ hiện cảm thấy bị giới chính trị ra bỏ mặc sẽ là không khôn ngoan nếu làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt lòng tin ngày càng tăng giữa công chúng và quân đội ngoài ra còn đóng vai trò đối trọng với ảnh hưởng của tổng tham mưu trưởng liên quân đối với các quyết định của tổng thống